Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Z Shop TV, nơi các bạn có những thông tin cập nhật nhất về thiết bị ngành ảnh, kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật nhiếp ảnh. Và như các bạn thấy đấy, tôi đang sử dụng một chiếc nón và chủ đề ngày hôm nay nó cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, ngoài tính năng của chiếc nón là bảo vệ làn da châu Á thì một nhiệm vụ quan trọng nữa của nó đó là chống cho mắt của chúng ta bị chói hay chiếc hút của máy ảnh. Nó giúp cho ống kính chắn được những cái tia không cần thiết, tia sáng không cần thiết bay thẳng vào trong thấu kính và làm cho hình ảnh của chúng ta bớt trong. Và đó chính là chủ đề của ngày hôm nay. Trong rất là nhiều trường hợp, các bạn thấy những tay máy đi chụp và sử dụng chiếc hút ở cái vị trí nghỉ, có nghĩa là nó không có tác dụng và thậm chí còn vướng víu tay chân của chúng ta nữa. Chiếc hút đó là một thiết bị mà gần như tất cả ống kính bán kèm đều được trang bị. Và như vậy chúng ta thấy tầm quan trọng của nó như thế nào. Ở đây tôi sẽ liệt kê 3 cái ứng dụng quan trọng nhất mà chiếc hút mang lại. Thứ nhất, nó giúp cho chúng ta cắt được những tia sáng không cần thiết chiếu vào. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó giúp cho chiếc ống kính của chúng ta tránh được việc đụng chạm vào trong cái thấu kính trước, và việc đụng chạm này có khả năng làm xước hoặc là làm cho thấu kính bị dơ. Và một cái điểm thứ ba nữa đó là khi chiếc ống kính va chạm vào đâu đó thì chiếc hút đó là cái thiết bị có thể hấp thụ xung lực, nó có thể là thiết bị bể đầu tiên để cho giảm chấn, làm cho chiếc ống kính của chúng ta có thể không bị sang chấn và có thể hư hỏng những cái thấu kính ở bên trong. Ứng dụng đầu tiên đó là làm giảm sự thiếu tương phản cũng như làm mất cái hiện tượng lóe sáng, gọi là lens flare. Ở đây các bạn sẽ xem một cái tấm hình thứ nhất, đó là cái tấm hình mà ánh sáng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào ống kính. Cái hình ảnh bị mất độ tương phản nhẹ và ở phần dưới cùng hình các bạn thấy có một hiện tượng gọi là hiện tượng lóe sáng lens flare. Ở đây trong trường hợp này tôi thực tế là tôi cố tình để cho ánh sáng chiếu vào ống kính, và cái hiện tượng quang sai này chính lại là một cái hiệu ứng nghệ thuật mà ta ưa thích. Và vì vậy cho nên trong trường hợp thứ nhất, đôi khi chúng ta cố tình để cho ánh sáng trực tiếp chiếu vào ống kính. Tuy nhiên các bạn nhìn cái hình thứ hai, đó là cái hình mà mất sự tương phản trên tổng thể khung hình và gần như là tấm hình bị phủ lên bởi một tấm màng trắng rất là khó chịu khi mà ánh sáng chiếu thẳng vào. Và đến cái tấm hình thứ ba, các bạn thấy là hình rất là trong sáng, đó là chiếc ống kính đã được sử dụng hút và được che chắn để cho những tia sáng mặt trời không chiếu thẳng trực tiếp vào ống kính, và như vậy chúng ta sẽ đạt được một cái độ tương phản tối đa và gần như không xuất hiện hiện tượng lóe sáng lens flare. Ở đây tôi demo cho các bạn, tôi sử dụng một cây đèn pin và giả lập cho nó ở vị trí mặt trời. Và các bạn thấy rằng là ở vị trí này của tôi chiếu, cái chiếc hút đã ngăn được những tia sáng không cần thiết chiếu ở trong ống kính. Tuy nhiên nếu như ở vị trí này, và các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng, đó là những tia sáng không cần thiết, không tạo ảnh đã ăn vào trong ống kính, chiếu thẳng vào trong ống kính và nó sẽ làm cho phản xạ nội ống kính, làm cho sensor của chúng ta nhận được một số cái lớp sáng không cần thiết làm cho hình bớt trong. Và như vậy các bạn đã thấy rằng một nhiệm vụ quan trọng của chiếc hút đó là chắn những tia sáng không cần thiết chiếu vào trong ống kính. Và như vậy thì khi nào thì cần sử dụng hút? Đương nhiên với ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào ống kính thì đấy là một nhu cầu cực cần thiết. Tuy nhiên khuyến nghị của tôi đó là sử dụng hút trong mọi trường hợp, kể cả ban ngày, kể cả ban đêm. Và trong những trường hợp mà các bạn tưởng như là không có nhiều ánh sáng chiếu thẳng, tuy nhiên thì mỗi một động tác nho nhỏ của các bạn sẽ giúp cho hình ảnh của chúng ta trong hơn. Một số bạn sử dụng chiếc ống kính nano, đó là những cái ống kính có cái lớp trắng phủ để chống lóe rất là tốt, và nói rằng là ok, tôi sử dụng cái ống kính xịn và không sợ bị lóe. So với những chiếc ống kính cũ như chiếc 8200 này, đó là những ống kính mà có khả năng bị flare rất là nhiều. Tuy nhiên tôi cũng nói với các bạn rằng tất cả những cái động tác của các bạn không hề thừa, nó không những giúp cho động tác bảo vệ mà giúp cho hình của các bạn càng ngày càng trong lên và đẹp hơn. Như vậy thì việc sử dụng là rất là cần thiết.
Trong một số trường hợp nho nhỏ mà chúng ta lưu ý khi mà sử dụng chiếc flash cock là những chiếc flash để chữa cháy, và tôi cũng không khuyến nghị các bạn sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nếu như phải sử dụng thì việc dùng hút nó sẽ làm chắn một cái lượng sáng rất là lớn. Vì vậy, nếu như các bạn bắt buộc phải dùng flash cock thì lưu ý hãy bỏ chiếc hút ra. Việc sử dụng nó như thế nào? Đương nhiên, đây là ở cái chế độ hoạt động, và nếu như chúng ta cất máy đi và không sử dụng máy nữa thì chuyển hút qua chế độ nghỉ và liên tục để chiếc hút bên cạnh ống kính để có thể sử dụng rất là nhanh khi cần thiết. Còn việc mua và sử dụng hút thì sao? Các bạn cũng thấy rằng những cái ống rất là rẻ tiền thì người ta không bán kèm hút. Tuy nhiên, ở tầm trung và cao thì tất cả chiếc ống kính các hãng đều bán kèm cho hút và chúng ta không phải quá lo lắng. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải mua thêm hoặc chúng ta mất mát thì mua như thế nào? Thì các bạn sẽ thấy rằng là tùy vào tiêu cự và tùy vào cái kích thước của đầu ống kính mà sẽ có những cái hút rất là chính xác để lắp cho vừa. Câu hỏi đặt ra là có nên sử dụng hút chính hãng hay là hút không chính hãng? Thì về mặt chắn sáng, hai hút như nhau. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, với kinh nghiệm sử dụng thì tôi thấy rằng là một số cái hút không chính hãng thì cái ngàm của nó không được tốt lắm. Và vì vậy, cho nên trước khi chúng ta mua hút không chính hãng, phải cầm chính chiếc ống đó và thử và lắp vào và cảm thấy ok, rất là thoải mái thì hãy sử dụng. Còn về hình thái của chiếc hút thì sao? Chúng ta thấy có những hình thái hình tròn và hình cánh hoa. Về mặt nguyên tắc là gì? Là không được để cho ánh sáng chiếu vào trong ống kính, và vì vậy thì cái hút càng dài càng tốt. Tuy nhiên, cái hút dài quá thì lại vướng víu, và như vậy thì người ta sẽ cố gắng là dài nhất có thể mà không bị vướng víu. Trong những trường hợp ống kính thiên về phía tele thì chúng ta thấy khá nhiều trong trường hợp là cái hút nó tròn và nó đủ dài. Tuy nhiên, những cái ống kính thiên về phía wide, thiên về góc rộng và thiên về zoom thì nó chủ yếu là nhiều cánh hoa hơn. Sở dĩ nó buộc phải ngắn hơn là bởi vì khi chúng ta sử dụng cái tiêu cự góc rộng và cái sensor của chúng ta hình vuông thì thường là bốn góc nó sẽ có một cái góc mở rộng hơn, và nếu như có một cái gì đó cắt vào phía góc này thì nó sẽ ăn vào trong khung hình, và như vậy nó sẽ làm cho khung hình bị tối bốn góc. Và như vậy, ở trong những ống kính wide và zoom wide thì chủ yếu người ta sẽ áp dụng cái hút mà cánh hoa để ít nhiều cũng có thể giảm được một phần những cái tia sáng không cần thiết và flare của trong ống kính. Đi ra ngoài đường thì mang nón và chụp ảnh thì mang hút, đơn giản vậy thôi, để bảo vệ cặp mắt và để bảo vệ chất lượng hình. Chúc các bạn có những hình ảnh thật là trong sáng, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.